chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu dựa gốc cây phù ư đẹp tươi, chợt hoa vỡ từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay, thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay. Rằng người ngày đáng sanh được Phật từ bi, ngày bình an đến cùng thế gian. Ngài thấy vô minh trần đời, Ngài thấy đau thương mọi loài, Ngài xuất ra đi vào rơi và tìm ra ánh đạo thiên. Chân lý cao siêu từ bi soi sáng vô minh lầm mê, tứ sinh luân hồi tận bến mơ không còn bờ, độ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay, lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình an, tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Chuyện Phật Thích Ca ra đời ngày xưa, vào ngày rằm tháng tư nơi Lâm Tỳ Ni, hoàng hậu dựa gốc cây phù ư đẹp tươi, chợt hoa vỡ từng bừng nở. Điềm lành đã đến cho muôn loài từ nay, thật là hạnh phúc cho nhân loại mừng thay. Rằng người ngày đáng sanh được Phật từ bi, ngày bình an đến cùng thế gian. Ngài thấy vô minh trần đời, Ngài thấy đau thương mọi loài, Ngài xuất ra đi vào rơi và tìm ra ánh đạo thiên. Luân hồi tận bến mơ không còn bờ, độ đời vượt hết mọi khổ đau. Mừng ngày Phật Thích Ca ra đời ngày nay, lòng thầm nguyện ước cho muôn loài bình an, tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Tâm hồn bừng sáng tươi như ưu đàm hoa, và từ tâm ấy Phật ra đời. Sắp chính quyền cùng toàn thể thiền nam tỉnh nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Hữu Quang chiều hôm nay, thay mặt chùa Tượng Quan Thế Từ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam huyện Đắk Lắk, chúng tôi xin công tuyên bức thông điệp của Đức Viện Phật Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Mừng trần gian u tối không còn đau thương, bao chúng sanh vui mừng ngày rằm tháng tư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản.
đồng nhìn thử chúc ông giáo hội Phật giáo Việt Nam sống được đến toàn thể tăng nữ Phật tử Việt Nam diễn văn đạo để truyền tải đến tăng ni Phật tử Việt Nam tinh thần chủ trương cũng như lý tưởng đạo pháp của xã hội. Tiếp nối chương trình, xin được thành kính cung thỉnh đại đức Thích Trung Tấn, Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đắk Lắk tuyên đọc diễn văn Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hưởng Phật chư tôn đức cùng kính thưa toàn thể những quý vị. Thừa hành sự chỉ dạy của thượng trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đắk Lắk, chúng con xin được cung tuyên diễn văn Phật đản của Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Hội đồng trị sự diễn văn Phật đản Phật lịch 2566 dương lịch 2022 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn túc Hòa thượng Thượng tọa Ni trưởng Ni sư Đại đức Tăng Ni. Kính thưa quý vị cư sĩ Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài. Kính thưa quý liệt vị, ngược dòng thời gian cách đây 2600 năm, vào ngày đăng tròn tháng 4 tỏ rạng của tháng Vesak thiêng liêng, Đức Phật Thích Ca đản sanh tại vườn Lâm Tỳ Ni thuộc xứ Ấn Độ cổ đại, nay là Nepal. Đức Phật đản sanh đã trở thành một sự kiện hy hữu của toàn nhân loại. Ngài là một chúng sanh duy nhất, một con người phi thường xuất hiện trên thế gian này vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, vì lòng bi mẫn, vì sự tốt đẹp, vì lợi ích và hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Trải qua quá trình tu tập, chứng nghiệm tâm linh, cũng vào thời khắc trăng tròn vê sắc tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ngài đã giác ngộ thành Phật. Trong công cuộc hoằng pháp và độ sanh, Ngài đã để lại cho nhân loại một kho tàng hệ thống tư tưởng, giáo lý vô giá về trí tuệ, lòng từ bi, tinh thần bất bạo động, con đường giải thoát khổ đau, hòa hợp và phát triển thông qua giáo lý. Ngày rằm tháng tư sáng tươi về đây, trời bình minh ngàn chim líu lo vần cây, ngày trần gian vui đón Đức Phật từ tôn, trong nắng mai huy hoàng mừng ngày đản sanh. Ngày rằm tháng tư chúng ta mừng vui, mừng hào quang đừng soi sáng nơi ngàn phương, mừng trần gian ôi tôi không còn đau. Phật tạ Phật lịch 2566 dương lịch 2022 tại chùa Phượng Quang, thôn Chính Hải, Nam Sơn. Thay mặt cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Nhân Sơn, tôi xin trân trọng gửi tới quý vị lãnh đạo Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Đắk Lắk, Ban chủ trì chùa Phượng Quang và toàn thể tăng ni Phật tử trong mọi hoàn cảnh lời chúc sức khỏe, an lạc, hạnh phúc nhiều năm trường trong mọi Phật tử. Chúc quý vị đại biểu và bà con Phật tử mạnh khỏe. Chúng con kính xin nguyện cầu, cầu cho muôn chúng sanh đời thôi hết khổ đau, và từ đây sống trong ánh sáng đạo vàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật Đản. Hồ xe thơm ngát bước đi giao mùa, trao trao lá rồng sân chùa, đón mùa Phật đản giữa ngàn yêu thương, trong niềm hân hoan và hoan hỷ cùng ngày trọng đại lễ khánh đản của Đức Từ Phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng tôi kính gửi lời chúc mừng Phật đản an lành đến chư tôn thiện chúng tăng ni, quý văn khách và nam nữ Phật tử các giới. Mùa Phật đản tràn đầy niềm tin và an lành. Thank you.
ngàn xưa vương thành Ca Tỳ La về. Tất Đạt Đa thái tử con vua tỉnh Phạn, thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La về, Tất Đạt Đa quyết chí xuất gia tậm đà, lìa vua cha lãnh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình manh áo nâu sầu, rừng nuôi cá vàng muôn tia hào quang chiếu sang bông ngài, chim vui chào đón mười phương thành tâm kinh lạy bốn sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng, đời dương thế si mê hàm dần lầm lối, con cuối sinh ơn ngài cứu độ chúng sanh. Ngàn xưa vương thành Ca Tỳ La về, Tất Đạt Đa thái tử con vua tỉnh Phạn, thời niên thiếu sống trong nhung lụa êm ấm, thương chúng sanh lạc loài trong kiếp luân hồi. Rồi một hôm bên thành Ca Tỳ La về, Tất Đạt Đa quyết chí xuất gia tậm đà, lìa vua cha lãnh xa cung điện nguy nga, cắt tóc xanh khoác mình manh áo nâu sầu, rừng nuôi muôn tia hào quang chiếu sang bông ngài, chim vui chào đón mười phương thành tâm kinh lạy bốn sư. Ngài là đấng cha lành cứu độ nhân loại, đức từ bi ngài gieo ánh sáng đạo vàng, đời dương thế si mê hàm dần lầm lối, con cuối sinh ơn ngài cứu độ chúng sanh. Đời dương thế si mê hàm dần lầm lối, con cuối sinh ơn ngài cứu độ chúng. Đời dương thế si mê hàm dần lầm lối, con cuối sinh ơn ngài cứu độ chúng sanh. Đời dương thế si mê hàm dần lầm lối, con cuối sinh ơn ngài cứu độ chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.